shopxuanTV.com, nơi bán đất liên quân Free Fire uy tín giá rẻ số 1 Việt Nam. Ra mắt vòng quay không đồng, vòng quay quân huy nhận lên đến hàng nghìn quân huy từ vòng bay liên quân, nhận nick cực kỳ ngon. Đặc biệt lần đầu tiên đăng nhập vào shop nhận quân huy free, nhanh tay truy cập shopxuanTV.com. Mới chỉ nhìn em khóc, tôi mong chờ nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong cho mình ngừng trôi, soi ánh mắt em trong lòng tôi, ngập ngừng chưa nói. Mãi sao để cho anh ngóng em đi về? Khoảnh khắc tôi chưa nên cầu, hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió bên nhẹ tà áo. Con đường tôi đi với em, dù phía trước có mưa rào, trên đường hơi ta sẽ qua. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đầu. Hello, xin chào tất cả anh em, thì lại là mình đây, mình là Top Dê đây. Thì hôm nay mình đã bị tránh mất Dê rồi anh em ạ. Thì mình con bài khắc chế ở Dê đây chính là Vera nhá, khắc chế cực kỳ mạnh luôn. Thì đầu tiên các bạn cứ phải yêu kéo cầu gì lên em 4 á, để sốc một con bố chết luôn. À, ta chỉ à? Dê làm gì? Rồi mình sẽ farm trước. Rồi farm đi Dê ơi. Không biết bạn có cục gì không thì mình không biết, nhưng bạn cướp Dê của mình là bạn hỏng rồi. Ui rồi nó phạt mất kìa, trời ơi tức quá. Đây mình sẽ xuống tốt hỗ trợ xíu. Ta không có gì đặc sắc cả. Đó, sẽ ấn liên tục xem có thằng nào ra thì choáng luôn. Ví dụ như con quy nuôi lại này, không ạ, xả chiều đó, nó xả chiều ngay, nhìn là biết ngay mà. Các bạn cứ chăm một tướng gì đấy là các bạn sẽ biết thôi. Mở mic lên xem anh em nói gì nào. Thì các bạn sẽ không nghe tiếng mình đâu. Lúc mình mở mic lên thì các bạn sẽ không nghe tiếng gì cả. Còn lúc mà chưa mở mic thì sẽ nghe tiếng, mình sẽ vòng vòng. Dê ơi, mình chỉ dí Dê thôi nhé mọi người. Từ từ về farm mid đã để level 4 để dí Dê nhá. Chỉ có một mẹ quy à. Chơi với ai chơi lại ai. Quy với chúng tôi này. Giết nó luôn bạn ơi. Tục biến rồi nhá, quy mất flash rồi nhá. Nào lên canh nào, trời ơi chưa lên nhau 4, từ sắp lên rồi, từ sắp lên rồi, rồi lên đây, mình sẽ từ đây, chiêu, trời ơi lỗi rồi, chiêu một của mình lỗi, thôi bỏ, ôi hay quá, đánh được rồi, trời ơi bị hất ngược, bốn một mạng, ui, choáng này. Này quy chúng tôi tu len ra đây à, lỗi chiêu nhưng mà vẫn giết được ba đứa team bạn à, Dê lên cấp 4 rồi, trời ơi lên cấp 4 rồi, trời giờ nào tu len vào đây. Tu len mà không nhảy ra kịp mà mình cho combo chết luôn đấy, tầm này mang tiếng là tầm này đâu, nhưng mình có cái giày xuyên giáp rồi lên mắt chết luôn à, rất là đẳng cấp. Dê lúc nào trong tâm trí cũng chỉ có Dê thôi. Dê lên ngọc phượng hoàng rồi, xong rồi đồ này chỉ là đồ cấu gọi là bền bỉ thôi chứ nó không có được gọi là cấu gì ạ. Con này con tướng cấu gì mà các bạn chơi cửa bền bỉ là không ổn đâu nhá. Mình sẽ ke xem Dê đi qua đây không, tí nữa mình combo vài mạng phát là nó kiểu gì cũng đi vòng ngay. Đây ta chi ăn rồi, đây bỏ đi. Đếp mít á, xong để canh rồng á. Rồi bỏ đi, đúng theo đây. Đó, đây mình sẽ... Đây, giết nó luôn. Tôi rén lắm, gặp Tachi rén lắm. Cứ phải bình tĩnh nhá. Tachi đang lên nhá. Rồi đếp mít, đây đợi lính mít này. Dê ở trên rồi. Dê giờ nó phải đi vòng vòng ngay, nó đi đằng trước mặt mình, nó mình combo chết nó ngay. Đánh thường thôi. Đánh thường xin bao lính. Đây mình đang xuống đang chạy với tốc độ đấy, từ từ ui không được hỗ trợ kìa, hôn mà không kịp. Và đây kẻ được hỗ trợ thì cũng ngon, chiến đánh nhau gắt thế nhờ. Đợi tí đấy, đang chạy tốc độ bàn thờ đây, phóng vù lên này. Đây ơi. Đi vòng. Đây. Mày đi vòng tao á. Mày đi vòng á. Tốc biến này. Combo. Ngỏm chưa? Ôi, đánh thượng. Ngỏm ngay. Thôi. Tự sát. Thằng nào cũng chết. Không sao. Không sao, mập ơi về nhà. Rồi, I am Jojo. Ghi nho này đi.
Bò ạ. Đây. Ui, hổ không đã lên 4 cái găng tay rồi. Không sao. Giết nó, ui thật tiếc thế. Từ chối thôi, chứ đi đỉnh cao thôi. Ai trận này đúng hạng ấy chứ gọi là đúng đỉnh cao. Mình cứ bị nhầm. Đỉnh cao mình mới ở 1.000 năm rồi, các bạn sẽ hay gặp mình á. Combo. Ui, trời ơi, ulti được kìa. Phí thật đấy, giết nó đi. Nào, vào đây ăn một con rơi. Ê, tôi len này, tí mày tôi len sau. Đây. Như là luôn. Tu len với chúng tôi à. Đòi đấy, đòi ăn gấu của tôi đấy. Đoàn Zuka, tuổi gì? Không đủ trình độ nhá. Đây, đẹp đính Sabam này. Đó, đánh thường thôi. Cứ đánh thường dần thôi, 54 vào. Rồi. Ăn mất rồi, không mất vẫn giết được con quái đi xem. Ê, thằng lên từ từ. Dê ơi, đợi mình Dê ơi. Dê giờ đi lòng vòng ra, nó không giống thằng trước mặt đâu. Combo chết luôn. Ta chìm rồi, giết nó. Ui, nó lại ulti kìa, phí thế nhở. Gấu, béo, Toro về đi. Trời ơi, ui đủ, khủng thế. 8 giây là mua chút cuối cơ. Dê, ui đau thế. Ôi, đúng là Dê mạnh thật. Nhưng mà đây này, đứng ở đây rồi này, hồi máu lè. Chạy à, đòi chạy à, tốc biến này, đòi chạy à, đòi đấy, có đấy. Đi ra ngoài thôi. Ui, tí thì hẹo. Ui rồi, có đấy. Pick dê ở tôi em đã chơi này thì không kì rồi đấy. May có mình dê tốc chạy sờ van liên tục, không nó lao vào nó giật mình ngay. Đấy, từ có lên ông trụ không nhỉ. Đây, ông trụ đi. Em sai. Ý. Mất cá chì lẫn chải, biết thế biến vẻ thôi. Đỏ ú xanh. Mất cả trụ lẫn người. Trời ơi, lỗi mình. Không sao. Mình chỉ dí duê thôi. Cái tội tranh của mình. Sợ thật, ông vào ông pick luôn. Cấm chọn xong ông pick luôn. Sợ thật, thế là thôi. Kèo này. Phải pick Vera thôi. Cứ rơi để Vera cho mình nhá. Mà gặp team nào mà nó cấm Vera rồi mình thì các bạn cấm rơi cho mình, không là nó pick đấy. Đó. Nếu mà team không pick trước. Chứ còn tự nhiên nó cấm Vera làm gì đúng không? Vera cực kỳ khắc chế luôn, xong đến Nodion. Ta chỉ trong bụi. Trình bao lại dùng bỏ hack bao cho coi. 42. Xanh rồi. Bây giờ combo chết con rơi rồi. Rơi ơi, bạn đang ở đâu? Mình đang đi săn bạn nè. Mất bộ xanh rồi, nó ăn rồi. Zuka trên đánh nhau ghê vậy. Đây. Ăn đến ơi, có mắt. Đây đang chạy tới đây, đợi lao team ơi. Ê, về trên rồi. Tu len với chúng tôi. Này tu len, thích tu len đi rừng không? Gặp đạn tắt điện ngay, tướng này mạnh lắm đấy. Ngồi đùa. Đâu. Dê ơi, dê à. Chạy ngay, giờ gặp mình mới chỉ chạy thôi, đỡ làm sao được, mình combo phát chết luôn. Tachi, đây ở dưới rồi. Cướp nè, tím ơi, cướp nè. Ui, chết luôn, ngỏm luôn chứ còn gì nữa. Ở combo chỉ có chết thôi nha. Rồi, lên được vương miệng rồi, ui dồi, tìm bạn đây này gọi là toang rồi đấy. Lên được vương miệng 9 phút rồi, lên được vương miệng, các bạn toang rồi đấy. Nào, đi săn dây nào, đây là thợ săn. Nào vào đây. Nào để. Biết thế vào đấy. Đấy xong là chiêu một xong phần tốc biến luôn. Ngược lại là sống. Thôi giết được tu len là được rồi. Đổi mạng đi. Coi như đổi mạng đi. Ngu xíu. Nhưng mà cho bạn xanh. Cho bạn ăn mạng mình thì đã bạn xanh này. Thì mình cho con bụng. Chết luôn. Ngọc luôn. Ôi giết được nó kìa. Kìa. Ôi tiếc. 6-3-3 9 phút trời ơi. À, chúng ta phải làm gì đó cho nó mạnh mẽ hơn thôi. Được cái Vera là có lộn tại chạy nhanh. Ôi, kiểu lộn tại của giấy hơi mét này chạy nhanh. Ê, trụ của mình bạn ơi. Trụ của mình thì ta chỉ tốc biến mất ulti luôn nhá. Ta chỉ chết đi thì mất tốc biến. Ta chỉ ui vẫn sống kìa. Nét cản. Ui, không bó không cản cho cũng không còn đứng chiêu 2. Thôi không sao.
dê. Tốc biến thì phát chết luôn, thề luôn. Dê đâu? Con dê đâu? Ê, mày không dê thì tao giết Tulen. Tulen bị mình dí nhiều hơn cả dê. Dê là khôn vết, nó không đánh được cao đâu, phải thủ dưới kìa. Thôi không sao, mình biến về thôi. Đợi tí nữa hồi tốc biến lại combo tiếp. 120 giây một mạng, cứ thế thôi. Cũng được, thế là nhân ra là 10 phút là cũng được 2 mạng, đã được 5 mạng rồi. Đó, thế cũng được. Nhưng mà 10 phút của mình đã được tận 7 mạng. Ngon, ngon rồi. Đây, ăn bùa xanh luôn, team. Anh cũng không ăn bùa không? Anh cũng không ăn được thì để mình ăn. Vì team Zuka đi rừng mà, nên thôi mình ăn cũng được. Quay chiêu này. Cũng chất phết. Đây, lúc các bạn nói thì mình cũng là ấy, ăn cho vui vui đi. Ăn rồng đi, tí mới ăn rồng nè. Đây, ăn rồng đi, một ăn rồng, hai là lấp, rồi ăn rồng đi. Rồng đi, mình combo mất rồi. 8 giây nữa hồi chiêu nhá. 5 giây. À, tìm bạn đâu. Ra đây gặp mình nào, gặp top 1 duê nào. Combo, chạy chưa, lửa cây máu về một hồi máu đi nhá. 8 giây nữa hồi chiêu, trời ơi, hồi chiêu nhanh quá. Đánh nhau rồi. Đây, mình tới đây. Này thì ta chi chúng tôi. Ta chi không? Nào vào đây. Ui. Cái gì vậy? Ý thì hẹo. Lũi da gà luôn các bạn ạ. Nó giật cho cái tưởng chết. Thôi không sao, mình lại biến về thôi. Cái này lũi chiêu một đây. Đó, trúng nhưng mà nó bị ngược kiểu gì hết. Khựng kiểu gì hết. YouTuber top dây. Sao chép. Trời ơi, dán cái này xong uy tín liền. Uy tín luôn. À, thon ha, cũng đang xanh rồi đấy, 8.800 à? Ngon. Rồi. Nào, ra đây gặp mình nào, alo. Dê ơi. Tulen cũng được, ra đây gặp mình nào. Các bạn chưa có băng xương thì các bạn chết thôi. Đây. Thánh núp. Móc ngược lên trên tí để cho đỡ độ sai. Nào, biến về nháy này. Thôi, mình đi về đép lính vậy. Đợi nó đi ra, tại vì team cũng không có đồ rừng ấy, nên thôi. 7-3-4 rồi, 12 phút, 13 phút đến nơi rồi, trời ơi. Đây là mình phải đi băng xương trước. Không thì nó vào combo chết mình luôn. Từ từ, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Bây giờ là giây phút quan trọng, phải giữ thật cái, giữ được cái đầu lạnh luôn. Giữ được cái đầu lạnh nhá. Nào. À, đêm tôi ngỏm chứ còn gì nữa. Trời ơi, không săn được mày thì ta săn nước khác thế thôi, cái gì đâu, phải đẹp lính đã. Ui, thời khắc săn nùng. Nó cái kiểu bật cái highlight lên cũng hay. Giờ khác nữa này. Nào, đẩy dưới các bạn ơi. Từ, đẩy dưới nữa này. Đẩy nhau vội đấy, đẩy dưới đấy. Đây, ăn bồ xanh này. Còn bồ xanh luôn. Không chết, cứ tưởng chết. Này. Đây, con dê. Nhưng không có tốc biến, ôi trời ơi. Nó cũng tỉnh phết, mình cũng không có tốc biến. Này Tulen và Mangun đi mình cho hai chiều gần chết. Đậu xanh nhà nó. Nào, vào đây. Né. Có nội tại. Nó có nội tại là xả cho cái chết ngỏm ngay. 70 tới chi dây lửa cơ. Thôi, mình sẽ phải ăn con cái trụ này thôi. Tulen ra đây. Giờ bạn nhảy ra đây, mình nhảy. Thốn thế nhờ, đau thế nhờ. Nhưng mà thôi không sao, chúng ta về thôi. Chứ nó đánh đau quá trời. Từ, ta thân sắp ra rồi. Tầm 25 giây nữa thì đó là ra đây. Mình phải lên ăn nốt con bùa xanh nữa. Mà cứ có bùa xanh mà mình vẫn thích ăn con bùa xanh nữa. Hảo ra đấy. Đó, lần này combo gần chết luôn. Cái này thì không chết nè. 1.000 vàng nữa. Thừa nhiều vàng nhỉ. Mình còn món gì ta mà thừa nhiều vàng ta. Hey, con dây trong bụi kìa. Con dây trong bụi không? Đây. Ai vào đây? Ui giời ơi, Lâm thằng đứng đây thì quý với chúng tôi nhỉ. Đây, team ăn tàu thần đi để mình đẩy. Team ăn tàu thần này, đúng rồi, 3.000 tàu thần này. Đây, đép cho. Không có. Combo luôn. Trời ơi, vẫn thật là. Ui, may quá. Có cái tàu thần hồi máu thì mình cũng không sợ nữa. Đánh luôn này. Nhưng mà từ từ chưa có tàu thần chưa lên. Để đây cái chỗ đi, đây tàu thần ở đây. Tôi tốc biến đi rồi anh, không nó xóa một cái chết ngỏ ngay. Mình sẽ combo ở đây vậy.
Sợ thật đấy, kêu xa thật. Được, đúng là lý do cấm duyên như vậy, nhưng mà nó bị giảm sức mạnh rồi. Tất nhiên giảm sức mạnh rồi nhá. Ta chị đi nào, ta chi vào đây. Ôn cho cái, ôn cho cái. Nó vào đây. Rồi combo luôn ta chi này. Combo luôn ta chi này, ngỏng ngay. Ui thả thần châu lắm, máu châu lắm. Trời ơi, tốc tiến. Con dê tuổi gì. Thôi win nhá, chào mọi người nhá. Clip của mình đến đây thôi. Bye bye mọi người, và hẹn mọi người vào clip tiếp theo. Bye bye.